khi những bước chân choánh choáng men say của rượu nồng và tình người ngây ngất. Đó cũng là lúc mọi người cầm tay nhau, xòe vòng xòe đoàn kết. Vòng xòe càng đông, càng rộng, cái nắm tay càng chặt, tiếng chân bước càng đều, càng chứng tỏ tinh thần đoàn kết, nắm tay nhau vượt qua khó khăn, thử thách của 12 dân tộc huyện Tam Đường trên hành trình hội nhập và phát triển. Vòng xòe còn là sự kết nối liên thế hệ, giúp người trẻ gắn kết với người già, giúp người già truyền năng lượng, tinh thần nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, là sợi dây trao truyền các giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp của thế hệ trước với thế hệ sau.